mấy chân nữa bạn, ống sình hết trơn luôn. Bên này, bên đây là nhà vệ sinh thấy vậy bạn, phía trong nhà này còn mấy cái son nồi máng lên đây còn dính lại nè các bạn. Rồi phía bên đây mình thấy có cái tời này, thêm cái động cơ của xe gắn máy nè, mỗi ức gà cũng có luôn các bạn ơi. Đây có cái gàu nè, cái gàu này múc đá nè bạn, rất là to luôn. Rất là tích cực luôn nè các bạn. Rồi bơm này chạy hết công suất máy luôn các bạn ơi, rất là dữ luôn. Rồi chúc mừng luôn các bạn ơi, đã giải cứu được hơn phân nữa các bạn, sắp thành công luôn các bạn. Cái này là bơm vừa bơm là vừa nâng lên luôn nha các bạn. Đó, cái này là người ta bịch mấy cái chỗ mà nước vô nè bạn, để hút nước cho nha bạn. Có lúc mà bơm nha bạn, chuẩn bị bơm đó, rút ống vô. Mình thấy tới lúc này bơm rất là mau nữa bạn, nổi dù dù lên luôn các bạn. Rất là chuyên nghiệp luôn các bạn, một đội này rất là nhiều luôn nè. Hồi sáng mình thấy có vài người bạn, bây giờ là rất là nhiều luôn nè, tầm khoảng 10 người các bạn. Cái này là chừng nào mà bơm nước ra hết bắt đầu mới rửa nha các bạn. Mình lấy cái máy mà giống như cái máy nén hơi các bạn, mình sẽ xịt mấy cái này các bạn ơi, chứ cái này rửa tay là không biết năm nào cho nó xong nha các bạn. Khiên máy lên bớt nha bạn, để đặt ngay chân chỗ những cái ống thoát ra đó bạn, chân chỗ cái nắp á, nắp như cái hầm đó các bạn, chia ra các bạn, bơm cho nó nhanh lên nha các bạn. Rồi em trai này cũng lội ra ngoài luôn nữa các bạn. Lúc đầu là mình tưởng tháo cái dàn chân ra cẩu lên riêng nha các bạn, nhưng là để nguyên rồi vừa bơm vừa cẩu lên luôn nha các bạn. Cùng lúc còn khoảng 4-5 cái máy luôn các bạn. Đây, đây chỗ này là 3 cái. Ở bên
sau này có một người đang đặt một cái máy bơm đó nè, khoảng 4-5 cái luôn rồi, bơm hết công suất luôn. Tích cực thân mấy cái người bơm giải cứu phà luôn các bạn.